Hoàng thượng, sao người lại... Hoàng hậu. Ơi, cảnh này đúng là cảm động thật đó. Chẳng phải là ngươi muốn dùng hoàng hậu để dụ ta tới đây hay sao? Ngươi diễn tuồng như vậy là đủ rồi. Hãy mau giết ta đi. Nếu ngươi cầu xin ta như vậy, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Nhưng mà muốn cứu thê tử của ngươi thì phải làm cho ta một việc. Nếu chỉ đơn giản là giết ngươi thôi, vậy thì mọi người sẽ không còn cảm thấy thú vị nữa. Cho nên ta sẽ cắn ngươi để ngươi biến thành một con quỷ hút máu. Khi ngươi mở mắt ra thì nhân tính của ngươi sẽ không còn, ngươi sẽ biến thành một con quỷ khát máu. Bách tính của ngươi sẽ trở thành nguồn thức ăn của ngươi. Lúc đó bọn chúng sẽ hiểu quỷ hút máu bọn ta đáng sợ tới mức nào. Được thôi, cứ làm theo ý ngươi đi. Ta sẽ cố gắng tỉnh táo với bản năng của con người, đến lúc ta có thể xé xác ngươi ra thành từng mảnh. Ngươi nói hay lắm đó bệ hạ. Các ngươi hãy nhìn cho kỹ đi, tên tội phạm này sắp lộ rõ bản chất thực sự của hắn rồi. Đây chính là kết cục của một tên vua thất thế tệ hại, chỉ biết đem tới sự lầm than cho vương quốc của hắn. Không được đi, chúng ta phải sống tới đầu bạc răng long mà. Chúng ta sẽ cùng nhau tự giả cõi đời này mà. Hoàng hậu,